chào tất cả các bạn. Lời cầu chúc bình an của năm Tân Sửu xin mến gửi đến tất cả các bạn và gia đình. Chúng ta đang và đã bước vào năm Tân Sửu rồi, phải không các bạn? Hòa chung với niềm vui đón mừng năm mới. Hôm nay chúng ta lại bước vào thứ sáu thường niên. Mùa xuân của giáo hội vẫn đang ở với chúng ta đó các bạn. Chúng ta hãy dùng những ngày đầu năm này, hãy hướng lòng mình về Thiên Chúa là nguồn mặt của sự thiện hảo và cầu xin Ngài ban cho chúng ta những điều tốt lành trong năm mới này nhé các bạn. Hôm nay trời Houston rất lạnh, lạnh lắm các bạn. Bạn thấy Khánh Như mặc cái jacket như thế này là chuẩn bị ra ngoài để cùng ngó lên bầu trời bao la để hít những không khí của thời tiết rất lạnh. Lạnh cần những sưởi ấm của tình người chúng ta dành cho nhau, được không các bạn? Nhân dịp năm mới, Khánh Như xin chúc bạn không phải là sự thành công cho công ăn việc làm, nhưng Khánh Như lại muốn chia sẻ với các bạn và cầu chúc cho các bạn là những điều các bạn sẽ rước vào và đón nhận trong cuộc sống. Hôm nay cũng là ngày Valentine, ngày của tình yêu, ngày chúng ta thể hiện một sự yêu thương nào đó với những người chung quanh. Xin cho chúng ta trong những ngày đầu năm mới này có những trái tim, và trái tim đó biết rung động, trái tim đó biết sưởi ấm tình người, để cho chúng ta có một cuộc sống đầy yêu thương. Từng ngày, từng giây, từng phút, từng bước, từng lời nói của chúng ta, tình chúng ta hãy đặt niềm phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa đang hiện hữu và mang một ý nghĩa sự hiện hữu của Ngài trong cuộc sống của chúng ta nhé các bạn. Khánh Như cầu chúc các bạn không phải gặp những thất bại, nhưng là biết đón nhận những thất bại đó, và chúng ta như đón nhận một món quà bất xứng trong cuộc sống. Dù vui, dù buồn, dù chúng ta gặp bất cứ một sự gian nan nào, nặng nề nào, thì Khánh Như cũng cầu chúc cho các bạn có những ngày, những giây phút rất êm ả và có những khả năng để cho chúng ta cảm thấy đừng làm cho người khác quấy rầy chúng ta, được không các bạn? Và nói cách khác là chúng ta hãy biết đón nhận những sự khác biệt của những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Vì đó là cái gì mà chúng ta phải cảm nhận và tìm hiểu và sống xứng đáng làm con cái Thiên Chúa. Trong những ngày đầu năm như thế này, chúng ta cũng mang một lòng những âu lo khó khăn và cũng có những bế tắc trong cuộc sống. Nhưng chúng ta đừng lấy đó để làm cớ mà chúng ta không sống tiếp tục. Cuộc sống này ngắn lắm các bạn ơi. Thôi thì trong những ngày đầu năm này, chúng ta cũng mong cho chúng ta có những điều mới. Xuân khứ, xuân lai và xuân bất tận. Đó là mùa xuân chúng ta thuộc vào những chủ quan của con người. Nhưng Chúa chiến với là mùa xuân của chúng ta và bất diệt. Và người là toàn diện và đã sẽ trao tặng cho tất cả chúng ta một mùa xuân. Cầu chúc cho mọi người chúng ta trong năm mới này thật có sức khỏe, an khang, thịnh vượng, phát đạt và thăng tiến trong mọi tinh thần của cuộc sống. Nhưng điều quan trọng đó là chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa và hồng ân Chúa ban tặng cho chúng ta. Thôi, như câu thánh vịnh đầu năm chúng ta thường nói, nguyện xin Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghép mặt nhìn bạn và ban bình an cho anh em. Thôi thì cầu chúc cho các bạn có một năm mới thật đầy như ước nguyện, để rồi chúng ta vẫn tiếp tục yêu thương, nâng đỡ cho nhau trong cuộc sống. Và cầu chúc cho các bạn một ngày Chủ nhật thật bình an và một tuần mới đầy sức khỏe, niềm vui. Và hãy nhớ rằng chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Xin chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng năm mới và chúc mừng ngày Valentine đến tất cả mọi người.
mọi người chúng ta đang yêu sẽ yêu và được yêu.